Trong khuôn khổ chuyến làm việc của đoàn thị trưởng thành phố Oakland, bang California, Hoa Kỳ tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay bà Shantau, thị trưởng thành phố Oakland và các thành viên trong đoàn đã đến thăm cảng Đà Nẵng. Tại buổi thăm, lãnh đạo công ty cổ phần cảng Đà Nẵng đã giới thiệu quá trình 122 năm hình thành và phát triển cảng biển container lớn nhất miền Trung. Là cảng tổng hợp, sở hữu gần 1.700 mét cầu bến, với khả năng tiếp nhận các tàu hàng tổng hợp lên đến 70.000 Deathway Tornay tàu container đến 4.000 tiêu và tàu khách đến 170.000 gross register today. Cùng với các thiết bị xếp dở và kho bãi hiện đại, cảng Đà Nẵng đã khẳng định vị thế tầm vóc là cảng biển lớn của Việt Nam và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung. Thị trưởng thành phố Auckland, Tao, bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển năng động, vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng nói chung và cảng biển Tiên Sa Đà Nẵng nói riêng đánh giá cao những phát triển tích cực quan hệ lâu bền của hai cảng Osland và cảng Đà Nẵng. Năm 2006, cảng Osland và cảng Đà Nẵng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong các lĩnh vực quản lý, khai thác, tiếp thị, quy hoạch và đầu tư xây dựng an ninh vận tải biển, cung cấp các thiết bị đào tạo và xây dựng năng lực cảng và các hoạt động khác liên quan tới cảng biển. Bà Shen Tao hy vọng rằng qua chuyến viếng thăm này, lãnh đạo cảng Đà Nẵng và cảng Osland cần đánh giá lại và cụ thể hóa sâu sắc hơn các hoạt động để triển khai có hiệu quả biên bản ghi nhớ đã ký kết giữa hai đơn vị